Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Nhạc Cụ Son Thăng. Bây giờ mình có một cái đàn mình giới thiệu cho anh em, và cái dòng đàn này cực kỳ là rẻ, rất là phù hợp cho những anh em nào mình mới tập chơi thì mua cái đàn này nha. Chưa tới 1 triệu nha mọi người. Thì cái đàn này sở hữu rất là nhiều chức năng, đủ để mình học tập dành cho những người mới chơi nha. Thì ngoại hình của nó, cái đàn này thì 61 phím như những cái đàn bình thường, và nó có màn hình. Chỉ có điều là màn hình nó ở giữa nó hơi bị tối tối thôi, nhưng mình vẫn nhìn thấy rõ nha. Này, vẫn rõ nha, hiển thị rất là đầy đủ này. Có hiển thị điệu này, hiển thị tiếng này, đầy đủ nha mọi người. Tốc độ tempo có nhịp đầy đủ luôn. Thì so với những cái dòng chưa tới 1 triệu á, thì đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái không có màn hình luôn. Nhưng mà cái này thì màn hình nó hơi tối chỗ này thôi mà chúng ta nhìn được, thì rất là tiện lợi nha mọi người. Và cái đàn này hỗ trợ cho chúng ta là ở đây có tầm 100 tiếng với là 100 điệu, rồi có 100 bài nhạc mẫu luôn, rất là nhiều chức năng cho chúng ta nha. Cái đàn này thì với cái giá rất là rẻ, dưới 1 triệu thì chúng ta có thể sở hữu một cái đàn đủ để mình học tập và mình tập chơi ở nhà, văn nghệ ở nhà nha. Thì cái đàn này có một loa rất là lớn nha. Cái loa nó mình anh em hay nhìn nó gần bằng cái 770 của mình ở trên nhỉ. Đó, rất là lớn. Đó, tiện lợi cho chúng ta tập ở nhà đó. Và mình có một cây duy nhất nha, cây này mình bán với giá rất là rẻ, dưới 1 triệu thôi đó. Cái đàn này là cái đàn CTK Casio CTK 501 mọi người, rất là nhiều điệu và tiếng rồi. Ok, anh em nào mình muốn mua thì nhớ liên hệ cho Nhạc Cụ Son Thăng nha, số điện thoại trên màn hình, hoặc anh em có thể tới mình test trực tiếp tại địa chỉ 106 đường Đông Hưng Thuận 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 để mình coi kỹ hơn về cái đàn này nha. Rồi, mình chỉ có một cây thôi nha mọi người. Thì nha, anh em nào mà cần thì chúng ta nhanh tay chúng ta liên hệ đặt hàng nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào thấy video hay và hữu ích cho mình thì nhớ cho Nhạc Cụ Son Thăng một like, một đăng ký kênh. Bữa sau mình nhận thật nhiều video mới về các sản phẩm tại cửa hàng Nhạc Cụ Son Thăng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.